Hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ma Phạn Tê, dạ chúng con xin vâng. Tha về các chúng sanh lên sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử có năng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơn. Sa thú lành thay, chúng con xin chư ân sư đã truyền tao tam quy và bát quan trai giới đến đạo tràng chúng con. Tiếp đây con xin đọc sám hối Phật pháp tăng bảo. Uttamang ghe na hoàn đề hằng và đa bầm sum wa rút ta mang bút yo kali tô đô sơ bút thô tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng qua rằng thầm mê dô kha li tô đô sô thầm mô kha ma tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang về na hoàn đề hằng sằng khanh cha đu vi thót ta mang sằng khê vô kha li tô đô sô sằng khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý khẩn tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính dâng nick đến cho ngài Trí Đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Hoa tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa bu da ai no pha we na sa ra so thi pa wan tu te hoa tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa tham mai no pha we na sa ra so thi pa wan tu te hoa tu sa pa mang ga lang ra khan tu sa pa de wa ta sa pa sang kha nu pha we na sa ra so thi pa wan tu tên tất cả hạnh phúc phần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người so thala thô sukito vrunoho bodhassa sane arogom sư vị tổ hội sa hạ sắp bế nhà thi quý sa tha la tha sư vị tổ bồ na bồ tát sa sa ne a ro ga sư vị tổ hội sa hạ sắp bế nhà thi quý tề tha la tha sư vị tổ bồ na bồ tát sa sa ne a ro ga sư vị tổ hộ tha sa hạ sắp bế hị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến thân niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ độ,
nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha chakumattha deva naga mahittika Vunyano anumodan tu chirang rakhan tu sasana Akasattha chakumattha deva naga mahittika Vunyano anumodan tu chirang rakhan tu no garu Akasattha chakumattha deva naga mahittika Vunyang no anumodan tu chi rang rat han tu nya ta yo Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Vunyang no anumodan tu chi rang rat han tu panino Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Vunyang no anumodan tu chi rang rat han tu no sada Yang kinh chi ku sa la kam mang kat tat bang kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da si su ga tang ka tang ye sat ta san ni no at ti ye cha sat ta san ni no tang pun nya pa lang mai hang sat be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang suy di tang din nang pun nya pa lang ma ya ye cha tat tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yum sat be lo kam ni ye sat ta chi wan ta ha ga he tu ka Manunyang pho cha nang sắp hề la phạm tu ma ma chê ta sa ti Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân bang chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng khiến chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được rầy lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đằng vô nhà phi năng hồ tú su ký ta hùng tù nhà ta vô nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đằng quá ta nô vù nhàn à sa quá kha già quá hằng hồn tú do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy làm mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm ý đằng nề buồn nhàn nít bà nát sắp bách cha dồ hồ tú mong tất cả chúng ta sẽ được đạt đạo quả giải thoát nam mô bút tha giá do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay nguyện cho chúng con đến nơi không nào bốn đường ác đạo con nguyện quy tam bảo trong đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái tam học bảo sám hối và thọ trì tâm quy và bát quan trai giới của ngày hôm nay chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của đức Phật Gotama được bền vững lâu dài chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong room Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường.
xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch Covid này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đã hoàn mãn. Con xin hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân Sư Trí Đức đã thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh cùng với con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới, do phước này trợ duyên cho tất cả đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, thời kinh đã hoàn mãn. Có gì trong quá trình đọc kinh có gì sơ sót, con xin sám hối với Tam Bảo, sám hối với quý sư, quý cô tu nữ và Phật tử. Dạ, con kính dâng mít đến Sư Trí Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư tiếng nam tiên nữ, kính chào huynh đạo huynh, lâu quá hôm nay mới gặp. Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 93. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Masi Arahang Tathagato Lo Kotamo Sappagaru Hiche Thako Lo Kassasatha Chanadam Mako Vido Wanda Mahantang Narapu Chanayakam. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân, đáng cho thiền chúng nhân dân cúng dường. Thầm mô bất đi bủ giá ta xa sát. Thuno lo ca nó mình thá sa vi na ca ru cô sắp bình nhu bút thấp và tí phù tí sanh nhá tô hoàn đà mà hành tăng ná ra phù. Cha này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Còn xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý su thô su gá tá sá sá quá cô sích khá su ká mô quá rá thầm bá sích khá cô nền đà bá sân sá đi á na đá rô quá rô quán đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần Tăng Bảo thinh văn Phật Đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh lý trần, xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nó thay gia tê chê na sê kha mê ê tú quá thá năng tá sa bí a nú pa huê na sá ha sa dê na sê chà tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hoa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 93. Yassa sawa parikhina. Yassa sawa parikhina. Kina yassa sawa parikhina. Quý vị chú ý chỗ này, chữ khi na cái dấu nó hơi nhỏ một chút. Xin Nhật Quỳnh có thể cho cái chỗ chữ parikhina cái dấu huyền nó lớn một xíu ha. Chứ không nhiều khi chúng ta đọc sai. Bởi vì cái chữ Parikhina hai chữ đầu tức là tiếp đầu ngữ, và căn ngữ của nó tức là chữ khi. Khi na ở đây trường hợp số nhiều.
Làm thiệt cái thứ gì chữ khi na xem dấu huyền vô hả, cái dấu huyền hơi nhỏ. Giá xa sao hòa Paris khi na ha, chữ khi. Rồi câu số 2, a ha re cha anisito, a ha re cha anisito, a ha re cha anisito. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Yassa sa wa parikhi na ahare cha anisito. Yassa sa wa parikhi na ahare cha anisito. Thấy dấu huyền cũng nhỏ xíu nhiều quên à, chỉ khi dấu huyền thì cũng hơi nhỏ nhỏ ha. Rồi lặp lại câu 1 câu 2. Giá xa sao hòa Paris kỳ nà à hà rê cha anh tô. Rồi bây giờ qua câu 3 câu 4. Sanh nha tô animit tô cha sanh nha tô animit tô cha sanh nha tô animit tô cha. Và câu 4, quy mô khổ giá sa gồ cha rồ, quy mô khổ giá sa gồ cha rồ, quy mô khổ giá sa gồ cha rồ. Rồi bây giờ câu 3 câu 4. Sanh nha tô animit tô cha quy mô khổ giá sa gồ cha rồ. Sanh nha tô animit tô cha quy mô khổ giá sa gồ cha rồ. Sanh nha tô animit tô cha quy mô khổ giá sa gồ cha rồ. Rồi câu 5 câu 6 ha. A ca se quá sắc cùn tà năng, a ca se quá sắc cùn tà năng, a ca se quá sắc cùn tà năng. Và câu cuối cùng, ba đằng ta sa đu rành na dần, ba đằng ta sa đu rành na dần, ba đằng ta sa đu rành na dần. Bây giờ chúng ta ôn lại và hạnh phúc khi mà chúng ta cảm thấy rằng cuối câu số 2 nó là trường âm, cuối câu số 4 cũng là trường âm. Vậy thì bài này rất là dễ đọc, chúng ta chia ra làm 3 đoạn ha, chứ đọc một hơi đứt hơi lên đường ráng chịu. Chia ra làm 3 đi cho nó dễ. Giá xà sao hòa phá rích khi nà à hà rề chá án ích si tồ. Xuân nhá tồ án ích tô cha quy mô khổ gia sa gồ cha rồ. A ca se quá sắc cùn tà năng, ba đằng ta sa đu rành na dần. Quý vị thầy đọc thoải mái ha, một lần đọc hai câu rất là dễ đọc, rất là dễ đọc. Và câu Phật ngôn này có một cái duyên sự cũng rất là hy hữu à. À, chúng ta sống ở thế giới này ở cõi người và sử dụng coi như y phục của chư thiên ghê chưa à, sống ở dưới đất mà xài xài vật dụng ở trên đất trên trời á. Đây câu Phật ngôn rất là hy hữu à, đọc lại
Alo, trước lá mùa xuân chắc chưa thấy bài ha. Rồi bây giờ đưa bài cho thấy rõ này. Chứ không hồi đọc đọc rồi có ý kiến hay cò. Yasa sawa parikhina ahare chanisito sunyato animitto chawimokho yasago charo Akase vasakunta nang badang tasaduran na yang. Đọc lại lần nữa cho dễ nhớ. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animitto chawimokho yassago charo Akase vasakunta nang badang tasaduran na yang. Rồi, đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ đọc sau đây. Cố gắng ha, đọc lần hai câu giống như giọng kinh vậy đi. Dạ sa sa wa ba ri khi na ha re cha a ni si tô sunya tô a ni mi tô cha vi mô khô yasin sa cô cha rô akasewa sa kunta nang ba đăng ta sa đô ranh na yang. Đọc lại. Yasa sawa ba rikhi na re cha anin si tô Sunyato animitto cha vimokho yasago charo Akasewa sa kuntanang badang tassa duran na yang. Rồi, thêm lần nữa. Yasasawa ba rikhi na ahare cha anin si tô sunyato animitto cha vimokho yasago charo akasewa sa kunta nang ba đăng ta sa đu ranh na yang ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xử không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Rồi, bây giờ xin mời Sik Mita, Sikim, Sikim Nhung. Luôn luôn ba người này. Rồi, thêm Sik chiếc lá mùa xuân này, Sik Hồng Mai nữa. Wow, xà tụ, mời. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ con kính chào tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 93. Yat sa sa wa barit khi na a ha re cha anisito sunyato animitto cha vimokkhu yassago charo akase vasakuntanang badang tassa durannayang. Dạ con xin phân tích. Yat trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm qua trường âm thông thường, bá đoạn âm rít trường âm nhấn, khi na hai trường âm thông thường,
a ca rê a ha rê, dạ là ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, á đoạn âm, nít trường âm nhấn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường, xun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á đoạn âm, ní đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, móc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, dắt trường âm nhấn, xá đoạn âm, gô ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đú đoạn âm, ranh trường âm nhấn, ná đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dắt xà xa hòa ba rít khi na a ha rê cha a ni si tô sun nha tô a ni mít tô cha quy mộc khô dắt xa gô cha rô a ca xê quá xa cun ta năng ba đằng tát xa đu rành na dằng dắt xa xa hòa ba rít khi na a ha rê cha a ni si tô sun nha tô a ni mít tô cha quy mộc khô dắt xa gô cha rô a ca xê quá xa cun ta năng ba đằng tát xa đu rành na dằng ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xứ không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ xa xa qua bà rích khi na a rê cha a ni si tô xuân nhà tôi qua xà côn ta năng ba đăng tát xa đồ ranh na văn. Dạ con đã đọc xong kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Thủy Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư chí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 93. Bữa nay đường truyền của cô Mecca ha, nó cứ đứt đứt khoảng rồi không nghe liên tục được. Đó là do máy của tôi đó, còn mấy máy người khác là tôi không biết, tôi thấy vậy đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 93. Sư, con khi phân tích thì con chia làm hai phần thôi sư, mỗi phần là ba câu cho nó nhanh đó sư. Nhưng mà lúc con kệ thì hai câu con ngừng như sư muốn vậy. Chuyện nhỏ. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 93 quý vị nghe liên tục và rõ ha. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu đã nghe liên tục. Có ba bốn em gì nè. Dạ con xin bắt đầu trả bài à. Yassa sawa paritkhi na aha về cha anisito sunyato animitto cha vimokho yassa go cha ro à khà xề quá sao khùng tà năng ta đặng tát sao đu rành na dần giá xà sao hòa bao đích kỳ na à hà về cha anh nhất si tổ sùng nhá tổ anh ni mất tổ cha quý mồ khổ giác sao gồ cha gồ à khà xề quá sao khùng tà năng ta đặng tát sao đu rành na dần. Phân tích câu 1, câu 2 và câu 3. Trường âm nhấn, xa trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, bá đoạn âm,
Vít trường âm ngắn, khi na hai trường âm thông thường. Câu số 2, a ha re ba trường âm thông thường, chá á hai đoạn âm, mis trường âm ngắn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu số 3, sung trường âm ngắn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm ngắn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Yatsa, yatsa, wasa, parikina, aha, ve, cha anisito, sung, nyato, animito, cha witmo, ko, yatsa, wo, cha ro, akase, wasa, kung, ta, nang, ta, đằng, ta, sa, du, rành, na, dằng. Phân tích câu số 4, quý, đoạn âm, mốt, trường âm ngắn, khô trường âm thông thường, yas trường âm ngắn, xá đoạn âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, go trường âm thông thường. Câu số 5, a ka se ba trường âm thông thường, quá xá hai đoạn âm, cung trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm ngắn, xá đú hai đoạn âm, văn trường âm ngắn, ná đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Quý mô khô giác sá gồ chá rồ a kha xê quá sá khùng tà năng ta đăng tát sá đú rành ná văn. Giác Yassa sawa pakina a ha ve cha anisito sung nyato animito cha quý mô khô yassa vô cha vô a kha se qua sa khung ta năng pa đăng ta sa du rành na yang. Yassa sawa pakina a ha ve cha anisito sung nyato animito cha quý mô khô yassa vô cha vô a kha se qua sa khung ta năng ta đằng ta sa du gần na dần. Ai lậu hoặc động sập, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Yat sa sa wa pa vi ki na a ha ve cha a ni si to sùng nhà tô a ni mít tô cha việt mô khô giác xa vô cha rô a cha xe quá xa cùng ta năng bà đăng ta xa du gần na dần và xa xa quá ta đức chi na a ha rê cha a ni si tô sùng nhà tô a ni mít tô cha việt vì mô khô giác xa vô cha rô a kha se wa sa kung ta nang pa dan ta sa du gan na yang hết. Con đọc xong rồi đó sư, con có sai gì sư xin cho con biết con mấy cái nhân nha sư. Quý vị thấy được cái sai gì không, quý vị nói cho tôi biết nha. Bữa nay bên nhà bên cạnh nó cắt cỏ, nó làm cũng hơi ổn chút á, không sao đâu. Ôi không ai nói năng rồi, cho cảm ơn quý vị đã cho bông hoa vỗ tay vỗ chân nha. Dạ mời cô Hồng Thị Kim Nhung kế tiếp nha, trả máy lại. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Ai xa thủ sĩ thiện vũ, quý gia nhạc hà méo miệng rồi, sĩ không mai, chết chắc rồi. Tại sao huynh gia nhạc hà méo miệng? Cho biết kết quả đi. Bởi vì quý vị đọc, những người khác phải theo dõi. Bởi vì đọc hay, đọc dở mà có người theo dõi như vậy, chứng tỏ rằng mình có một cái sự ghi nhớ về việc mình. Một đề một nghe, chứ không phải khi đọc ở đây rồi nghĩ ở đâu đâu đâu, vọng niệm, thất niệm, rồi tạp niệm, nó xen vô làm chúng ta coi như quên đi cái thực tại chúng ta đang đọc.
Và ở đây nó khổ một cái nè, trường âm là phân biệt trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì chúng ta càng chú tâm vô, ghi nhận để thấy rằng cái đề mục này, cái bài học này, chúng ta có vọng niệm không, có tạp niệm không, có thất niệm hay không. Rồi, mời thử học trò tại sao lại đưa cái chữ quy mốt khô lên. Lại đưa cái chữ quy mốt khô lên. Mà khi đưa cái chữ quy mốt khô thì Sikhem phân tích rất là chính xác. Quy là đoạn âm, mốt là trường âm nhấn, rồi khô là trường âm thông thường. Như vậy thì phân tích đúng chứ có gì sai đâu. Nhưng mà Sikhem có sai chỗ nào? Alo. Sa hoa đó một điểm nữa. Nhưng mà chữ sa hoa này còn có thể tha thứ, bởi vì coi như lần một lần đọc sai, nhưng mà những lần khác đọc đúng. Thì bây giờ cái lỗi của Sikhem nè. Nè, chuẩn bị mà nghe nha, chứ đừng có thấy người ta vỗ tay vỗ chân như vậy là thấy sung sướng quá, mình hay mình giỏi. Sai của chỗ này nè. Quy mô khô, nhưng mà đọc quy mô khô. Nó là trường âm nhấn, nhưng mà tại sao đọc là trường âm thông thường? Phân tích là phân tích trường âm nhấn, nhưng mà khi đọc đó, là đọc quy mô khô. Nó là quy mô khô. Hai cái trường âm thì chúng ta phải đọc cái giọng dài bằng nhau. Nhưng mà xác định đây là trường âm nhấn nghe, chứ không phải là trường âm thông thường. Quý vị nghe Sikhem đọc quy mô khô, nhưng mà phân tích là quy mô khô. Đó là cái điểm mà Sikhem phải quay lại chính mình. Đừng có phân bua nói rằng bên kia cắt cỏ ồn quá phân tâm. Mình đọc là biết đọc, chú tâm vào đây. Chứ cái chuyện người ta họ làm với nhà người ta bây giờ qua cản không được. Họ làm kệ họ. Mình đọc lên phải nhìn vô bài vở mà đọc. Phân tích thì quá chính xác, nhưng mà tại sao đọc lại là quy mô khô? Alo, có phải vậy không bà con? Bắt lỗi người ta không phải là đi nói xấu, mà để cho Sikhem quay lại với chính mình nè. Đừng có thấy vỗ tay vỗ chân rồi cái là sung sướng quá rồi quên đi mình đã đọc chật. Không, Quỳnh Giang nhà Hà. Hôm nay cái gì á? Hôm nay cô Kim bị đạo tràng. Cái này biết nhiều quá. Biết nhiều quá. Đúng rồi. Chị Kim là một nhân vật quan trọng mà tại sao không biết á? Lên chào hỏi vui vẻ nè. Rồi giọng đọc cũng hay nè ha. Nhưng mà có cái chỗ á, quy mô khô, phân tích chính xác nhưng mà đọc nó là trường âm thông thường thì thất bại rồi. Trường âm nào thì đọc theo trường âm đó ha. Rồi bây giờ mời Sikhem Nhung tiếp tục nghe. Đừng có than có nghe mà coi như chỉnh Sikhem là có run quá, đọc còn hay hơn nữa. Rồi mời Sikhem Kim Nhung nhé. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ sư trí đức, dạ con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con thưa sư, con thấy sư đạo tràng kỹ quá, con cũng bắt đầu run. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 93 ạ. Yat sa sa wa parikhina ahare chani sito sunyato animito cha vimokkho ya sa go cha ro akase sa wa sa kunta nang badang ta saduranna yang. Con xin đọc lại ạ. Yassa sawa parikhina ahare chani sito suto mito chokka sa vo cha
se wa sa kun ta nang ba đằng ta sa du ran na yang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, đi chi hư không, dấu chân thật khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Yes là chấn là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, rích là trường âm như na, trường âm thông thường, a, ha, rê là ba trường âm thông thường, á, à, là hai đoạn là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yes. Sa rap khi na a ha re cha ni si to. Sun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á ní là hai đoạn âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, móc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, yes âm nhấn, xá là đoạn âm, go là trường âm thông thường, ro là trường âm thông thường. Sunyato animitto cha huy móc khô ya sa go cha ro. A, K, C là ba trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, xá là đoạn âm, kun là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas là trường âm nhấn, rá, xá, đú là hai đoạn âm. Xá đú là hai đoạn âm, ran là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ka se wa kun ta nang ba đằng ta sa du ran na yang. Ya sa sa wa ba ri khi na a ha re cha ni si to sun nya to animit to cha huy mok. Khô gia sa vô cha rô a ca se wa sa kun ta nang ba đằng ta sa du ran na yang. Dạ con xin kể ạ. Ya sa sa wa pa rik khi na a re cha a ni si to sun ya to a ni min to cha huy mok khô gia sa go cha ro a ka se wa kung ta nang ba đăng ta ran na yang ya sa sa wa ring khi na a re cha a ni si to sun ya to a ni min to cha huy mộc khô giác xà vô cha rô a ca xê hoa xà côn ta năng ba ta xa đủ rắn na giang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ con có sai, kính thỉnh sư chỉnh sửa giúp. Dạ con thưa sư, con rung ạ. Kỳ này con đọc con cảm thấy con rung á thưa sư, tại vì con thấy là càng chú ý là con còn sợ là mình đọc lái hoặc là mình đọc sai. Dạ con cũng chú ý nhưng mà con cũng không biết con có sai chỗ nào, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Dạ thân mời Hồng Mai. À, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin lập câu pháp cú số 93. Yassa sawa parikha cha si sunyato animitto cha vimokkho yassa go cha ro akase vasakunta nang padang tas sadurana yang.
Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animitto cha vimokho yassa gocharo akase wasakunta nang padang tassa duranayang. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yas trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, sa đoạn âm, qua trường âm thông thường, pá đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi na hai trường âm thông thường, a ha re ba trường âm thông thường, chá á hai đoạn âm, nis trường âm nhấn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, móc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, go chá rô ba trường âm thông thường. Sunyato animitto chawimoto yasago charo. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. A k c ba trường âm thông thường, quá xá hai đoạn âm, kun trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tas trường âm nhấn, xá đú hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, ná đoạn âm, dăng trường âm đọc theo giọng nguyên. A ka se wasakunta nang padang tasaduran na yang. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 93. Yassa sawa pakina ahare cha anisito sunyato animitto cha vimok kho yassa go charo akase wasa kunta nang padang tas saduran na yang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu và con xin đọc kệ. Yassa sawa parekhina ahare cha aninsito sunyato aminto cha vimokho yassa gocharo akase wasa kuntanang padang tasa duranayang. Yassa sawa parekhina ahare cha aninsito sunyato aninto cha vimokho yassa gocharo akase wasa kuntanang padang tasa duranayang. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ con xin xuống mic và xin mời Thiện Vũ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ sư pháp trang, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 93. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animitto cha vimokho yassa gocharo akase wasakunta nang padang tassaduran na yang. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yat trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, pá đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi na
a ha re năm trường âm thông thường, chá á hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường, giáp sa sa hòa parik khi na a ha re cha ác nít si tô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Sun trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá quý hai đoạn âm, mốc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường, sun nhát tô animit tô cha quy mốc khô giác xá vô chá rô. Con xin phân tích câu 5, câu 6. A k c ba trường âm thông thường, quá xá hai đoạn âm, cun trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tác trường âm nhấn, xá đú hai đoạn âm, răn trường âm nhấn, ná đoạn âm, dăm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a ca se wa sa kun ta năng phát đăng tát sa đu răn na dăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 93. Yat sa sa wa parik khi na a ha re cha anit si to sun nya to animit to cha wi mok kho yat sa wo cha ro a ka se wa sa kum ta nang pha đăng tát sa du ran na yang yat sa sa wa ha pa ri ki na a ha ri cha ha a nin si to sun nya to a ha ni mi to cha wi mo ko yat sa wo cha ro a ka se wa ha sa kun ta nang pa dang ta sa ha du tan na yang. Ai lậu hoặc đọa sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 93. Yassa sawa barikina ahare cha anisito sanato animito cha wimokko yassa go cha ro akase wasakunta nang padang tassa durang nayang. Yassa sawa barik khi na a ha re cha anisito. Yas là trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, pá đoạn âm, rít trường âm nhấn, khi na a ha re là năm trường âm thông thường, chá á hai đoạn âm, nít trường âm nhấn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường, xuân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá quý hai đoạn âm, móc trường âm nhấn,
Khô, trường âm thông thường. Yas, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Go, trường âm thông thường. Chá, đoạn âm. Rô. A, K, C là bốn trường âm thông thường. À, dạ đúng rồi, là bốn trường âm thông thường. Quá, xá, hai đoạn âm. Cun, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pá, đoạn âm. Đăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tás, trường âm nhấn. Xá, đú, hai đoạn âm. Răng, ranh, trường âm nhấn. Ná, đoạn âm. Dăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassa sawa parikina ahare chanisito sunyato animito chawimokko yassa go charo akase wasakunta nang badang tassa durang nayang yassa sawa parikina ahare chanisito sunya sunyato animito cha quy móc khô giá sa gồ cha rồ a ca sê quá sa cun ta năng ba đằng ta sa đu rành na dần giá sa sa hòa ba rích khi na a ha rê cha anisito sunyato animito cha quy móc khô giá sa gồ cha rồ a ca sê quá sa cun ta năng ba đằng ta sa đu rành na dần giá sa sa hòa ba rích khi na a ha rê cha anisito sun nhá tô animito cha quý móc khô giá sa gồ cha rồ a ca sê quá sa cun ta năng ba đằng ta sa đu rành na dần ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm tự tại trong hành xử không vô tướng giải thoát như chim giữa hư không dấu chân thật khó tìm là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời đạo tràng ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Trăng Tăng trong Đạo Tràng, con kính lễ Sư Tờ Đức. Kính chào Đạo Tràng, sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 93. Cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Yat sa sa wa ba a hai cha anisito sun nya to animito cha vit mok kho yat sa go cha ro a ka se wa sa kun ta nang ba đằng tat sa du ran na yang yat sa sa wa ba ri khi na a ha re cha anisito yat là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, va là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rít là trường âm nhấn, khi na là hai trường âm thông thường. Câu số 2, a ha re là ba trường âm thông thường, chá á là hai đoạn âm, nít là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 3 và câu số 4. Xuân nhá tô âm, ní mít tô chá ví móc khô giáp xá gốc gồ chá rồ. Xuân nhá tô âm, ní mít tô chá ví móc khô giáp xá gồ chá rồ. Xuân là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á ní là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm,
Ví là đoạn âm, mốc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, giác là đoạn âm, xá là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường. Câu số 5 và câu số 6. Akase vasak vunta nang ba đằng sadu ran na yang. Akase là ba trường âm thông thường, vá xá là hai đoạn âm, quân là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là đoạn âm, xá là trường âm nhấn, đú là đoạn âm, ran là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Akase vasak kunta nang ba đằng tát sa du ran na yang. Yassa sava barikhina arhare cha anisito sunyato animito cha vimokko yassa go cha ro. Akase vasak kunta nang ba đằng tát sa du ran na yang. Yassa sava barikhina arhare cha anisito sunyato animito chavimokho yasago charo akase vakuntanang badang tatsadurannayang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, và con xin kệ. Yassa savaha parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokko yassa gocharo. Akase vaha sakunta nang ba đăng ta sa du ran na yang. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng kính chỉnh sửa. Con kính tri ân Ngài đã bốt bài cho con đọc ạ. Rồi con kính mời đạo tràng. Dạ sa thu, kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ của tu nữ Phúc Hạnh, Chích Hồng Mai, Chích Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tiểu Đức cũng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá, dạ con không biết Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Pháp Trang đã ôn bài chưa ạ? Nếu quý sư chưa ôn bài thì con cung thỉnh bằng tay ạ. Dạ con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ một lần nữa con cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang và Đại Đức Tuệ Đức cho con xin một tín hiệu và con kính dân mít ạ. Dạ các vị sư chưa có trước máy. Dạ con xin được ông bài câu con nhân được trả bài câu pháp của kinh số 93 trong khi chờ đợi bàn tay của quý sư ạ. Yassa sava parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkho yassago charo akase vasakuntanang
bát đăng tát sát đô ràn nay dăng giá xa xa hòa ba rích khi na a ha rê ca an ni si tơ xuân nhắc tơ an ni mi tơ chắc quý mốc khô chắc xa gồ chắc rồ a ca xê quá sát quân ta năng bát đăng tát sát đô ràn ta dăng không sai rồi ba đằng ta san nu ran na yang. Dạ con xin phân tích được 6 câu luôn ạ. Câu 1. Giá sa, giá trường âm nhấn, sa trường âm thông thường, sa đoạn âm qua trường âm thông thường, ba đoạn âm trường âm nhấn, khi na hai trường âm thông thường, a ha re ba trường âm thông thường, chá đoạn âm, á đoạn âm, nít trường âm nhấn, xí đoạn âm, tơ trường âm thông thường, xuân trường âm nhấn, nhá đoạn âm, tơ trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tơ trường âm thông thường, chá quý hai đoạn âm, móc trường âm nhấn, khô trường âm thông thường, giác trường âm nhấn, xá đoạn âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường, a, ca, xê, ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, xá đoạn âm, quân trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát trường âm nhấn, xá đú hai đoạn âm, ranh trường âm nhấn, ná đoạn âm, gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ya sa sa wa ba rik khi na a ha re ananisito sun nhắc tờ animito cho quy mốc khờ ya sa gờ cha rô a ca se quắc sa quân ta năng ba đăng ta sa đu ran na yang ai lậu hoặc đoạn sạch ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ cho con sửa. Con xin được kể. Và xa xa qua bà rịt khi na a ha re cha a nịt si tô xuân nhã tô a ni mít tô cha quỷ mau khô giác sa gô cha rô a ca xê qua sa quân ta năng bà đăng ta sa đủ ran na văn. Và xa xa qua bà riêng khi na a ha re cha a nít si tô xuân nha tô a ni mít tô cha quỷ mọc khô sát quỷ mọc khô gia sa gô cha rô a ca xê qua sa quân ta năng bà đăng ta sa đủ ranh a văn. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, mến chào thi na vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh đại đức Pháp Trang, đại đức Thể Đức ạ. Dạ, kính mời đạo tràng, dạ, mời thi na, dạ, mời đạo tràng, dạ, con xin được xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 93 ngày hôm nay ạ. Dạ cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Yatsa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokho yatsa go cha ro akase vasakunta nang badang tasaduran najang.
Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo akase vasakunta nang badang tassaduranna yang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito. Yas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, wa là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rik là trường âm nhấn, khi, na là hai trường âm thông thường, a, ha, re là ba trường âm thông thường, chá, á là hai đoạn âm, nis là trường âm nhấn, xí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito. Dạ câu số 3 và câu số 4. Sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo. Sun là trường âm nhấn, nhá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á, ní là hai đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường, chá, quý là hai đoạn âm, móc là trường âm nhấn, khô là trường âm thông thường, yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, go là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, ro là trường âm thông thường. Sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo. Dạ câu số 5 và câu số 6. Akase vasakunta nang padang tassaduranna yang. A ka c là ba trường âm thông thường. Quá xá là hai đoạn âm. Kun là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm. Đăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tas là trường âm nhấn. Xá đú là hai đoạn âm. Ran là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ka se wasakunta nang padang tassaduranna yang. Dạ con xin đọc lại ạ. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo. Akase vasakunta nang padang tassaduranna yang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xứ, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yassa sawa barikina harecha anisito sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo akase vasa kuntanang badang tassaduranato nayang. Yassa sawa barikina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo akasa vasa kuntanang badang tassaduranna yang. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 93. Yassa sawa parikhina ahare cha anisito sunyato animito cha vimokkho yassa gocharo akase vasakuntanang padang tassa duranayang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yassa sawa
parinkhina ahare cha anisito. Yas trường âm nhẫn, sa trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, phá đoạn âm, rít trường âm nhẫn, khina aha bốn trường âm thông thường, rê trường âm thông thường, chá đoạn âm, á đoạn âm, nis trường âm nhấn, xí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yassa sawa parikina ahare cha anisito. Câu 3 và 4. Sunyato animito cha vimokkho yassakho charo. Sun trường âm nhẫn, nhã đoạn âm, tô trường âm thông thường, á ní hai đoạn âm, mít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quý đoạn âm, mốc trường âm nhẫn, khô trường âm thông thường, yas trường âm nhấn, xá đoạn âm, go trường âm thông thường, chá đoạn âm, rô trường âm thông thường. Sunyato animito cha vimokkho yassakho charo. Câu 5 và 6. Asa se vasakunta nang padang thansa duranayam. Aka se ba trường âm thông thường, quả đoạn âm, xá đoạn âm, khun trường âm nhẫn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thas trường âm nhẫn, xá đứ hai đoạn âm, ran trường âm nhấn, ná đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A ka se wa sa kun ta nang pa dang than sa tu ran na yang. Con đọc lại. Yassa sa wa parinkhina ahare cha anisito. Sunyato animito cha vimokkho yassakho charo. Akase vasakunta nang padang thasa duranayang. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yang sa sa wa parin khi na are cha anin si tu sun yan tu animin tu cha vi mong ko yan sa go cha ru akase wa sa kun ta nam pha dang tan sa tu ran na yang. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân sư quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, kính lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, kính chào, kính đảnh lễ quý sư. Dạ, chào quý dạ, quá được đồng đầu trạc để quý vị thân tâm an lạc. Phật ngôn 93 dắt xa xa qua ba đi khi a ha re cha a nít xí tô xuân nhà tô a ni mô cha quýt mốc xa a xê a cun ta năng ta đu rành ná dâm. Dạ, xin đọc lại một lần nữa. Dắt xa a ha re cha a nít xí tô xuân na mít tô cha quý mốc khổ dắt xa gồ a ca xê quá xa ta năng rằng ná dân ai lậu hoặc đoạt sạch ăn uống không thâm đắm tại trong hành xử không vô tướng giải thoát như chim giữa dấu chân. Dạ, và bây giờ chúng tôi xin kệ. Dạ. Dạch xá ba rít khi nà ha ni xuân nha tô a ni mít tô cha quỳ mục khô dắt xe cô cha rô xe hoa xa cô nhằn bà đăng thắt xa đu răn văn. Dạ, bên đây cái mạng nó yếu lắm, dạ, không có biết không ạ. Dù sao đi nữa cũng xin cảm ơn quý vị, cảm tạ quý sư và chúc mọi người thính pháp được an vui ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá,
Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Kim Dung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh vào thấy rung êm ru. Nên xin phép được cầm mic, không biết có giật mic của vị nào không? Nam Mô Bổn Thầy giá. Nam Mô Tham Ma giá. Nam Mô Sân Kha giá. Một lần nữa, con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, Nhật Quỳnh đã trả bài rồi. Lúc nãy Nhật Quỳnh thấy có Như Quang vào đầu tràng nên Nhật Quỳnh trả bài xong, Nhật Quỳnh chạy mất tiêu rồi. Dạ, bây giờ thấy vào trở lại thấy em ru nên Nhật Quỳnh xin phép được cầm mic thôi. Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ, giờ giờ con cũng không có thấy, biết nãy giờ để Đức Pháp Trang, để Đức Tuệ Đức có ông bài không về Kim Nhung. Dạ, Nhật Quỳnh không biết luôn. Dạ, con không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Dạ, quý sư bữa nay chắc bận việc rồi. Dạ, nên không không thấy vị nào đưa bàn tay lên. Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Giang Nhật Hà. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. À. Dạ, con không thấy bàn tay của vị nào nữa. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. À. Dạ, mời Như Quang, mời Như Quang phó từ dẫn nhân Như Quang. Như Quỳnh chạy ạ. À. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. À, sư Kim Nhung nghe rõ, sư Hồng Mai nghe rõ, đây sư Nhật Quỳnh cũng nghe rõ rồi. À, sa thủ sa thủ. À, sinh hoạt sợ nhất là vấn đề đường truyền không ổn định, nhưng mà quý vị nghe rõ được như vậy là quá tốt rồi. À, hôm nay quý vị thấy đạo tràng ai cũng giỏi ha. À, nghe là đọc có rất là chuẩn. Giọng của sư Kim Nhung là một cái giọng mà nó dài, đọc dài mà không run, chứ đâu phải run đâu, đọc dài mà chuẩn. À, quý vị trong đạo tràng ai cũng đọc hay cả, chỉ có mình sư Kim mà sư Kim mà muốn tạo sự chú ý cho người ta, cho nên mới giờ đó đọc sai để coi có ai nghe hay không. Chẳng qua khi mà chào chư tăng là nói ồ có nhiều vị núp lùm, núp lùm được, muốn núp lùm là núp lùm để tìm lỗi, đọc sai là chính liền. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha, giọng đọc với vị chuẩn này, hay nè, vậy thì phải hiểu ý nghĩa của những từ này. Yassa sawa parikhina, yassa sawa parikhina. Câu đầu tiên có hai từ ha, sa tu chữ của Sư Như Quang rõ, rõ. Chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ yassa sawa. Yassa sawa do hai từ cộng lại, tức là yassa cộng với a sawa. Chỉ yassa đây là một đại từ quan hệ nam tính do từ giá. Và chữ giá này được ghi theo sở hữu cách số ít sát thi vừa pháp tí ê cao quá trình á. Cho nên yassa nó có nghĩa là của vị nào. Giá xá là của vị nào. Rồi Asawa do cái từ Asawa. Asawa là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Và Asawa được ghi theo chủ từ số nhiều và tham á bảo quá cho nó quyền phát tí. Cho nên Asawa biến thành Asawa của các bậc lậu hoặc, Asawa tức là các lậu hoặc, các câu uế, các ô nhiễm. Asawa lậu hoặc, câu uế, ô nhiễm,
Yasa Sava, tức là các lậu hoặc của vị nào, các lậu hoặc của vị nào. Rồi từ thứ hai, Parikhina. Parikhina ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ Pari, đi trước, căn ngữ khi. Thì căn ngữ khi này có nghĩa là diệt trừ hay là đoạn trừ. Và khi nà ở đây nó đứng làm chủ từ số nhiều, và Bathama Bahu Vachana Vipatti. Parikhina đã được đoạn tận, đã được đoạn tận. Vậy thì Yasa Sava Parikhina, vị nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận. Ý nghĩa câu đầu tiên ha. Yasa Sava Parikhina, vị nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận. Rồi, bây giờ câu số 2. Ahare cha anicito. Ahare cha anicito. Ahare do từ ahara. Ahara là một danh từ nam tính, akran tapung linga. Và ahara được chia theo định sở cách số ít. Sát tầm ý quy phát tí e câu quan trình hạ, cho nên ahara biến thành ahare, về vật thực, trong vật thực, về vật thực, trong vật thực, trên vật thực, vân vân. Định sẽ cách là một từ vị trí, cha làm vạ. Anicito, anicito. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ a, tiếp đầu ngữ a, rồi tiếp đầu ngữ i ni. Anic ha, tiếp đầu ngữ a là một, tiếp đầu ngữ ni là hai. Rồi căn ngữ của cái từ sito, sito do cái động từ xê tí ha, có nghĩa là lơ lửng hoặc là nằm hoặc là treo hoặc là lệ thuộc. Chữ động từ xê tí này căn ngữ si. Vậy thì anicito, anicita, nó là một quá khứ phân từ bị lệ thuộc, dính mắt hay là đeo bám. Và đây đứng làm chủ tiết ha. Anicita nó biến thành anicito. Anicito có nghĩa người không bị lệ thuộc, người không bị lệ thuộc. Và câu số 2, ahare cha anicito. Ahare cha anicito. Và thuộc, và không bị lệ thuộc về vật thực. Câu số 2. Bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Sunyato animitato animito cha. Chữ sunyato do cái từ sunyata,
Sunyata, và dưới Sunyata này được đứng làm chủ từ Suic và Thamma Ekavachana Vipatti, cho nên Sunyata biến thành Sunyato. Sunyato có nghĩa là không tánh, có nghĩa là trống rỗng, trống rỗng hay là không tánh. Sunyato là không tánh. Mitto cha a có nghĩa là không ha. Tiếp đầu ngữ a. Nimitto do cái từ nimitta, nimitta là một danh từ trung tính. A ran tana pum sakalinga. Nimitta có nghĩa là tướng hay là dấu hiệu, tướng hay là dấu hiệu, nhưng mà có chữ á ở phía trước có nghĩa là animitta. Animitta là vô tướng hay là không có dấu hiệu, và chữ animitta này được chia theo chủ từ số ít và tham án ekavachana vipatti, cho nên animitta biến thành animitto. Animitto là vô tướng. Vô tướng rồi, chữ chá có nghĩa là và ha. Rồi câu tiếp theo, câu số 4 hả, bổ sung cho câu số 3 này. Vimokho yasago charo. Vimokho, chúng ta cũng thấy tiếp đầu ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là khỏi, lìa, khỏi, lìa. Và chữ mokho do từ mokha. Mokha là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga ha, mok kha chứ không phải là mô kha nha. Không phải mô kha. Mô kha, mô kha này được đứng làm chủ từ số ít và tham án ekavachana vipatti, cho nên mô kha biến thành mô khô. Vậy thì quy mô khô có nghĩa là sự giải thoát. Vimokho là sự giải thoát. Rồi, yasa là của vị nào. Yasa do là từ gia và được chia theo sở hữu cách số ít chát thí vị phát tí e ca quá chả na. Yasa của vị nào. Rồi Gocharo do từ Gocara. Gocara là một danh từ nam tính. Akranta Pumlinga. Và Gocara được đứng làm chủ từ số ít và tham án ở trong cái nói về pháp tí, cho nên Gocara biến thành Gocharo. Gocharo là cảnh giới hay là hành xứ. Cảnh giới hay là hành xứ. Rồi, câu số 3, câu số 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Sunyato animitto chavimoko yasago charo. Vì nào có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ. Vì nào có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xứ. Hành xứ hay là cảnh giới. Rồi, còn câu 5, câu 6 là chúng ta kết thúc ha. Akase wasakunta nang. Akase wasakunta nang.
chữ Akasa do cái từ Akasa. Akasa là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Và Akasa này được ghi theo định sở các số ít sát tổng ý vì phát triển các quá trình A. Cho nên Akasa biến thành Akasa. Akasa là trên không trung, ở giữa hư không. Trên không trung, ở giữa hư không. Akasa quá nó dính liền nhau á, bởi vì cái chữ quá này là chữ ý quá, à quá này là ý quá, tựa như, ví như, tựa như, ví như. Rồi sa tu thích như hoàng sắc quân ta năng, sắc quân ta năng do cái từ sắc quân ta, sắc quân ta, à nó là một danh từ nam tính ha, ác ranh tháp bông linh gà. Và sắc quân ta được chia theo sở hữu cách xu nhiều chát thí vì phán ti và hữu quá trần á, cho nên sắc quân ta biến thành sắc quân ta năng của những con chim, của những con chim. Sắc quân ta năng là của những con chim. Và câu cuối cùng để bổ sung ý nghĩa với nhau, ba đằng ta sa đu rành na dần, ba đằng ta sa đu rành na dần. Chữ ba đằng do từ ba đa, ba đa là một danh từ trung tính, ác rành ta na phung sa ca linh ga. Và chữ bá đá này được chia theo đối cách số ít đức tỳ giáo quy phát thi cho quá trình a, cho nên bá đá biến thành bá đăng. Bá đăng là hành xứ hay là dấu chân, cũng có nghĩa là con đường, con đường, dấu chân, hành xứ, có nhiều nghĩa ha. Rồi, từ thứ hai, tassa. Tassa do đại từ nam tính là chữ ta. Và ta ở đây được chia theo sở hữu cách số ít khá thi quy phát tí e câu quá trình a, cho nên ta biến thành tassa. Tassa là của vị ấy, của người ấy. Tassa là của vị ấy, của người ấy. Rồi, đu rành na dần, đu rành na dần, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đu có nghĩa là xấu, là khó, là tồi tệ. Và anh là gia ở đây, à nó là một nhóm từ trung tính ha, à một nhóm từ trung tính, nhưng mà được chia theo đối cách số ít đức tỳ giáo quy phát tí e câu quá trình á, à đu ranh na dần có nghĩa là khó theo dõi, việc khó tìm, khó đạt được, khó theo dõi, khó tìm, khó đạt được. Đồ rành nạ dần. Vậy thì ở đây câu 5, câu 6, Akase wasakunta nang badang tassa đồ rành nạ dần, vết chân của vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên hư không. À, câu 5, câu 6, hai câu này bổ sung với nhau. Vết chân của vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên hư không.
Câu Phật ngôn 93 cho chúng ta ý nghĩa: vì nào có các lậu hoặc đã được gọn tận và không bị lệ thuộc về vật thực, vì nào có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xử, vết chân của vị ấy là khó theo dõi, tự như đường bay của những con chim ở trên không trung. Xin lặp lại ý nghĩa câu Phật ngôn 93 không? Vì nào có các lậu hoặc đã được đoạn tận và không bị lệ thuộc về vật thực, vì nào có không tánh và vô tướng giải thoát là hành xử, vết chân của vị ấy là khó theo dõi, ví như đường bay của những con chim ở trên hư không. Ngài thường giới đức phổ thơ lục bát thế này: sa môn lậu hoặc đoạn ly, uống ăn chẳng đắm, có chi phải bàn, không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Sa môn lậu hoặc đoạn ly, uống ăn chẳng đắm, có chi phải bàn, lòng không vô tướng nhẹ nhàng, chim trời giải thoát non ngàn tìm đâu. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu, nghĩa là Bali 6 câu thì Ngài cũng dịch 6 câu luôn. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống chẳng không tham đắm, tự tại trong hình xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hình xử, không vô tướng giải thoát, như chim giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Rồi, alo, trong phần tự vấn, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Thắc mắc hỏi liền nha, chứ rồi để chạy qua rồi hỏi lại cái là thấy nó hơi lúng túng. Trong phần tự vấn có gì thắc mắc không? Thôi, như vậy là chúng ta đi qua phần duyên sự luôn ha. Hôm nay câu Phật ngôn này có nhiều điểm chúng ta phải thắc mắc, phải thảo luận. Câu Phật ngôn 93 được Đức Phật thuyết ra khi mà Ngài lại chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm, alo quý vị, tiếng Việt ha, Trúc Lâm như vậy thì bây giờ phần Bali quý vị viết ra sao đây? Trúc Lâm, alo, có phải Chê Ta Qua Đá không? Có phải Đắc Khi Nà Huệ Lu Qua Na? Huệ Lu Qua Na, chữ Huệ Lu chỉ là có dấu chấm, bởi vì đó là cây trúc, cây tre. Huệ Lu Qua Na. Rồi, xà thù. Như vậy thì khi quý vị nói chuyện với người ta, đưa ra một cái vấn đề để minh chứng một cái nguyên nhân là tại cái chùa Trúc Lâm này nè, câu chuyện này được xảy ra, và đề cập đến ai? Đó là Ngài Anuruddha. Alo, mà cái đọc tiếng Việt hoặc là tiếng âm ra là sao? A nậu lâu đà. Nếu mà đọc phải chữ A nậu lâu đà rồi cái là người ta còn âm nữa, riết là Anuruddha, không biết cái gốc là ai. Ngài Anuruddha, đúng rồi, vị này đi xuất gia
Đi một mình hay đi với ai? Alo, Anuruddha. Vị này xuất thân từ đâu? Rồi đi tu với ai? Hay là nghe Ngài Xá Lợi Phất, nghe Ngài Mục Kiền Liên rồi đi tu? À, đi chung với sáu vị hoàng tử khác ha, sáu vị. Đi với bà bạn. Trời ơi, xin Nhật Quỳnh. Bà bạn nào đây? Chỉ dùng cái bà đó coi. Ngài Anuruddha mình đi chung đi với bà bạn. Còn sáu vị hoàng tử, Sĩ Kim Nhung nói sáu vị hoàng tử. Rồi bây giờ làm sáng tỏ vấn đề này ha. Rồi Sĩ Kim Nhung cho biết sáu vị hoàng tử đó là ai. Xin mời bàn tay Sĩ Kim Nhung, Kim Nhung nói ra cho nó gọn đi. Đánh nhanh lúc lẹ chắc đâu quá đi. Ủa trời ơi, giống như bán hàng hay sao? Có sáu rồi, bây giờ coi như bớt một người nữa. Rồi xin mời coi. Dạ, tổng cộng là sáu vị, và đó là những người hoàng thân của Đức Phật. Dạ, khi Đức Phật về Kapila Quát Thú thuyết pháp cho dòng họ của mình thì có năm vị lúc đó là hoàng tử cùng xuất gia theo Đức Phật ạ. Đó là thứ nhất là Ngài Ananda, cái thứ hai là Ngài Anuruddha, Devadatta, cái thứ tư là người thứ tư là Phát Đi Giá, và người thứ năm là Kim Bí Lá. Dạ, đó là năm vị hoàng tử thưa sư. Dạ, đó là năm vị. Dạ, con kính tri ân sư. Và có một người nữa, nhưng mà là người cọ tóc, thì là tổng cộng là sáu vị, ý con nói là như vậy. Ai sa thủ sa thủ thì Kim Nhung. Năm vị hoàng tử và một ông thầy cạo. Ông thầy cạo đây tên là Upa Lý ha. Upa Lý. Như vậy là chính xác ha. Năm hoàng tử cùng đi xuất gia. Trong đó có Ngài Anuruddha. À, rồi chúng ta khi biết rõ như vậy thì cái lời nói của Sĩ Nhật Quỳnh chắc lên là sai. Đi năm vị hoàng tử đi chung với ông thời cạo Upa Lý chứ không có bà bạn nào trong này hết á. À, không biết Sĩ Nhật Quỳnh nhớ ai mà nói Ngài Anuruddha mà đi tu chung với bà bạn, khổ thiệt. Không biết nghĩ sao, không biết. Rồi trở lại vấn đề ha. Trở lại vấn đề. Ngài Anuruddha là một vị tỳ khưu tu tập về cái hạnh Đầu Đà ha. Ngài coi như thọ cái đề mục là mặc y cũ, y phấn tảo. À, tức chứ không có nhận những cái y mới mà người ta dân cúng. Tức là những cái y mà đi lượm những vải dơ rồi về giặt sạch, rồi mai khâu mai để mà mặc, thì gọi là y đó, y phấn tảo, y người ta dục bỏ ở nơi đống rác này, ở nơi nghĩa địa nè, rồi cái y mà vải mà người ta quấn những cái thây ma đó, người ta quăng bỏ ở vệ đường, thì lượm những cái vải đó về giặt sạch, rồi khâu vá mai, thì gọi là y phấn tảo, mà ngài giữ cái hành đó. Rồi trong khi mà ngài đi tìm những cái vải bỏ để về giặt sạch làm y á, thì trong quá khứ một người vợ cũ trong tiền kiếp của ngài, lúc đó đã sanh làm một vị chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi tên là Chalini.
Chư Thiên không thấy Ngài Anuruddha đi kiếm vải dơ để làm y mặc, thì cô ta mới lấy ba khúc vải trời, một khúc thì rộng 4 hắc tay, mà tới cộng chung lại là 13 hắc tay, nhưng mà không dám mang đến dâng ngay cho Ngài Anuruddha, bởi vì Ngài coi như giữ hạnh Đầu Đà, vì e ngại rằng Ngài sẽ không có nhận. Cái vị thiên nữ Chalini này mới đem để ba cái tấm vải trên một cái đống rác phía trước con đường đi của Ngài Anuruddha, thì để trên đống rác đó cũng giống như cái đồ vô chủ, đồ quăng bỏ. Thì quả nhiên là trưởng lão Anuruddha đi đến cái đống rác đó phía trước mặt và thấy và thấy được mấy cái tấm vải mới lượm, rồi nghĩ rằng đây là coi như của vô chủ, và nhìn thì thấy đây là vải của chư thiên dài và rộng tới 13 hắc tay luôn. Đây là một cái loại coi như là y loại vải quý hiếm, và Ngài đã ôm ba cái tấm vải đó đi về chùa. Rồi đến ngày mà Ngài Anuruddha mai y, đây là một vấn đề hy hữu. Đức Phật với 500 vị tỳ kheo tùy tùng đến chùa, rồi cả 80 vị đại trưởng lão cũng về nơi đó. Ngài Maha Kassapa là một vị đệ nhất Đầu Đà, ngồi ở một góc để mai y. Ngài trưởng lão Sariputta ngồi ở giữa, trưởng lão Ananda ngồi ở đằng đầu. Chúng thì lo xe chỉ, và chỉ ấy Đức Phật Ngài xỏ vào lỗ kim, còn trưởng lão Moggala Na thì đi qua đi lại xem chỗ nào cần dùng cái gì thì đưa tới. Vị thiên nữ Chalini đi vào trong làng khuyến khích dân chúng để bán. Bà con thân mến, hôm nay trưởng lão Anuruddha làm y, có Đức Bổn Sư với đoàn tỳ tùng 80 vị đại đệ tử và 500 vị tỳ kheo ngự đến an tọa trong chùa. Bà con hãy đi dâng cúng vật thực, nhất là điểm tâm buổi sáng. Rồi khoảng giữa hai bữa ăn, Ngài trưởng lão Moggala Na còn đem về mận đỏ của sứ Diêm Phù Đề, Đại Diêm Phù Đề Maha Champu Besito. 500 vị tỳ kheo cũng không thể độ cho hết cái vật thực đó. Đức Vua Trời để thích đánh bóng lên cái chỗ nền mai y, mặt cái nền, mặt nền trơn láng như có là như là có sơn vạc ni. Cơm cháo đồ ngọt chư thiên độ, chư tăng độ mà còn dư là một đống lớn. Các vị tỳ kheo than phiền: ô, chỉ có bấy nhiêu vị tỳ kheo ở đây mà cần gì những vật thực nhiều như cháo cơm như vậy? Nếu mà có suy tính độ lượng thì đáng lẽ nên báo cho cả quyến thuộc và những người hộ độ mang đến bấy nhiêu vật thực là đủ rồi. Chắc ở đây trưởng lão Anuruddha muốn khoe cho chúng ta biết rằng có nhiều quyến thuộc, có nhiều người hộ độ là như vậy. Khi ấy Đức Phật ngự đến và hỏi Di Tăng: này các tỳ kheo, các ngươi nói chuyện gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn: Ngài Anuruddha muốn khoe của cải, muốn khoe thân bằng quyến thuộc, muốn khoe những người hộ độ của mình đến với Chư Tăng. Khi nghe như vậy thì Đức Phật mới hỏi rằng: này các tỳ kheo, các thầy nghĩ rằng cái số vật thực này do
Anuruddha khiến sai mang đến phải không? Dạ phải, bạch Đức Thế Tôn. Này các vị kheo, không phải do Anuruddha con của Như Lai sai bảo như vậy đâu. Không bao giờ các bậc lậu tận nói chuyện dính líu đến cái vấn đề tứ vật dụng. Bữa ăn cúng dường sơ bát này phát sanh nhờ oai lực của chư thiên, và nhất là thiên nữ Cha Lý Nì. Và kết luận câu Phật ngôn thì kết luận cái duyên sự này thì Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 93: ai lậu hoặc đoạn sạch, ăn uống không tham đắm, tự tại trong hành xử, không vô tướng, giải thoát giữa hư không, dấu chân thật khó tìm. Khi câu Phật ngôn 93 này kết thúc thì chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Ở đây đại câu Phật ngôn này, tâm của một cái vị mà chứng đắc thánh quả A La Hán thì các là quả Phật cũng giống như dấu chân khó mà nói theo, như con chim đang bay trên hư không, đã biết dùng cái chân mà bước khỏi cái chỗ này, đã biết vỗ cánh tại chỗ này, thì ta không thể biết được đâu là đâu, đâu là cặp cánh. Một vị tỳ kheo mà không bám víu vào vật thực thì cũng như thế, không thể biết vị ấy đi theo lối nào, xuống địa ngục hay thọ sanh làm thú chẳng hạn. Thì ở đây tâm không có dính mắc về tứ vật dụng, nhất là vấn đề vật thực. Và duyên sự này chúng ta thấy rằng Anuruddha lượm vải trời do người vợ cũ giả làm rơi, Phật tăng xúm lại may y mới, thỉnh tín đem cơm cháo thỉnh mời, bánh trái cơm canh quá thằng dư, càng làm bất mãn lắm nhà sư. Phật rằng: La Hán tâm không bận, lo nghĩ cơm tiền vật dụng tư. Vậy thì trong câu Phật ngôn này đề cập đến ngài Anuruddha, một cái vị cũng giống như bao nhiêu vị tăng khác, cũng giống như những vị A La Hán khác, nhưng mà cái hạnh của ngài Anuruddha ở đây nổi bật một điểm là được chư thiên đem y phân tảo, tức là vải đem xuống để mà dâng cúng. Bởi vì sao? Quý vị biết rằng các vị chư thiên là những cái vị mà có thể hiểu được cái tâm tư của chúng ta, tâm tư phàm phu tục tử của chúng ta, thường nhân của chúng ta. Khi mà suy nghĩ cái gì á là họ biết hết, và họ biết như vậy thì họ đáp ứng, họ có thể tùy theo cái nguyện vọng của chúng ta mà họ đáp ứng một cách rất là thỏa đáng. Mà ngài Anuruddha là một cái vị có thể nói rằng vượt hơn ngài Sivali trên cái hành tu, trên cái phước của ngài ở dưới mặt đất này. Nhưng mà chư thiên đem y phân tảo đem xuống dần, và được Đức Phật sở chỉ nè, chư tăng gọi là coi như u mai y nè, một y rất là quý giá. Mặc dù ngài Anuruddha là ngài không có thọ y theo lễ dân y mà ngài chỉ dùng y phân tảo, tức là y những cái vải mà người ta quăng bỏ, những cái vải mà bỏ thay ma, những cái vải mà buộc bỏ về đường. Nhưng mà ở đây cái phước của ngài là được chư thiên dân vải để mày. Và quý vị, trời ơi, thời gian nó trôi qua lẹ quá,
Chúng tôi muốn hỏi quý vị rằng Ngài Anuruddha còn có phước đặc biệt như thế nào không? À, cái phước đặc biệt của Ngài Anuruddha là một cái điều hy hữu. Không bao giờ nghe cái từ không có, ăn cái bánh không có. Cái từ không có không bao giờ nghe, chứ không phải cái riêng cái bánh đâu nghe. À, muốn gì là được này. À, cho nên cái từ không có Ngài không bao giờ nghe, tức là phước của Ngài rất là thù thắng. À, Ngài có cái phước rất là thù thắng. Rất biết rằng thời gian trôi qua nhanh quá và cũng hết giờ. Chứ nếu mà còn thời gian thì hôm nào quý vị kể cho cái bánh không có cho bà con nghe thèm chơi ha. Bánh không có mà ngon quá trời quá đất luôn. À, ai là không có. Nấu nướng chi cho mệt. À, đẩy cái nắp vuông lại hoặc là đẩy cái lòng bàn đại trên một cái mâm mà bưng tới là lấy bánh ăn thoải mái, thấy sung sướng không? À, muốn được sung sướng như Ngài Anuruddha thì quý vị hãy cố gắng, hãy tạo ba la mật đi, rồi bảo đảm rằng Ngài làm được thì chắc là quý vị cũng làm được. Chứ quý vị có nghĩ là ồ, thời gian trước bước vô rung này giống như hai lúa, mà bây giờ quý vị đọc Pali, đọc ào ào như vậy, nhiều khi chúng tôi xin lỗi mắt nhắm mắt mở, già mắt lờ tai điếc, thời trang niên quên liệt còn đâu, cho nên nhìn chữ chặt lên chặt xuống, còn bây giờ chọc quê nữa. À, thì quý vị như vậy cũng tiến bộ nhiều lắm rồi. À, xa thủ thì một thời gian nào đó quý vị cái bồi dưỡng tích lũy rồi cái bánh không có sẽ có thôi. À, rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên khi toàn giác độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete nasacawache nasotivo hô tu sapada. Do lời chân thật này kính dâng qua phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, mời sư không nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.